Hello anh em ha, hôm nay lên hàng độc lạ anh em, một con thổi bụi thổi lá hàng công suất khủng anh em, làm từ động cơ của máy cưa anh em, cái này là hàng Nhật Bản về nha, chứ không phải là hàng mình chế cháo luôn anh em, về luôn nguyên si nguyên đai nguyên kiện là gì nha, đặc biệt con này đẹp 99% anh em, như một cái khẩu đại bác luôn anh em, hàng khủng anh em mà cần máy mà thổi mà công suất lớn thì alo em, con này là công suất 55cc nè, từ cái động cơ của máy cưa nè anh em. Này là hàng Nhật Bản về anh em, chứ không phải là hàng mà mình chế cháo gì đâu nha. Quá khủng. Chạy với nó là siêu mạnh luôn anh em. Con máy này đẹp 99% luôn nè. Quá đẹp luôn. Anh em lưu ý nè. Anh em mà mới mua con máy thùng hoặc là con máy nào hàng vải về anh em mà nó mới quá, nó mới như là chưa sử dụng á, là anh em lưu ý pha xăng pha nhớt cho nó nhiều, ổ pha nhớt cho nó nhiều nhiều tí anh em. Chạy trơn tru mình chạy khoảng một chai nhớt đi rồi nó trơn tru cái đầm xong á, rồi mình nó pha ít lại, thà nó cho khói nhiều một tí chứ mà cho nó gọi là nó hao một tí đi mà nó đảm bảo cái nồng của mình, rồi sau nó chạy khoảng hết một chai nhớt đi rồi mình pha ít lại, pha nhiều quá mình chạy nhiều cũng không tốt anh em, chứ không phải là mình mới đầu mình pha nhiều đi rồi mình chạy xong rồi cho nó đúng tỷ lệ nó rồi pha đúng lại đúng tỷ lệ nó là ok. Rồi con này như máy thùng nên em phải pha nhiều nhất tiếng anh em, chạy đảm bảo động cơ là hoàn hảo 100% luôn, máy thì quá vip luôn, dòng công suất anh em cần mà máy thổi mà cần công suất lớn thì alo em ha, con này lên tới 55cc anh em, thường thường là máy thổi nó làm động cơ phát cỏ tầm 32cc thôi, nhưng mà con này tới 55cc đó, nó thổi là phải nói là cực kỳ mạnh luôn, siêu mạnh luôn anh em. Rồi hỏng máy lên test cho anh em coi nè. Con này là quên nó nói giới thiệu anh em là nó giật trợ lực anh em. Con này đẹp 99% nha. Em bán với giá là 2.500.000. Anh em nào cần thì alo em. 2.500.000 nha, máy bao zin 100%, bán ra bảo hành động cơ cho anh em. Tại con này động cơ máy cưa là dễ sửa chữa lắm anh em. Bán bảo hành động cơ cho anh em là 1 năm luôn anh em. Về cái phần động cơ nha, dên bít tông nồng này nha, còn cái vỏ bên ngoài là em không có bảo hành nha. Rồi cái này là hàng Nhật Bản anh em. Rồi nổ lên đi. Chai này chứ máy cưa mà bê văng văng luôn anh em, máy cưa cũng 6-7kg không ít đâu anh em, quá khủng.